Một ai đó đã từng nói về thế kỷ 21 như sau: đây là khoảng thời gian mà cô đơn đã vượt qua định nghĩa là một trạng thái tinh thần, cảm xúc để trở thành một dịch bệnh toàn cầu của giới trẻ ở thế kỷ này. Tuy cô đơn có thể tìm đến bất kỳ ai, cũng như bất kỳ độ tuổi nào, song nó đang trở thành một làn sóng đáng báo động ở giới trẻ. Từ một nỗi sợ muôn thuở, cô đơn cũng vô tình trở thành một hiện hữu quen thuộc, tựa như nguồn cảm hứng cho những nỗi buồn man mác mà đôi khi ta nhung nhớ. Và chính sự bình thường hóa cô đơn khiến cho đôi khi nó vô thức trở thành một vấn đề nghiêm trọng, thành rào cản khiến cho ta không thể cảm nhận được hạnh phúc. Với mong muốn giúp mọi người hiểu rõ hơn về cảm xúc cô đơn, từ đó nâng cao nhận thức và sự quan tâm tới sức khỏe tinh thần của chính bản thân mình, biên tập Hương Lê đến từ dự án giáo dục tâm lý Inside Out đã cho ra bài viết Bạn có đang cô đơn? Bài viết này nằm trong chuỗi bài thuộc chủ đề tâm lý được thực hiện bởi Inside Out. Stay tuned và đăng ký kênh của Spyroom để nhận được thông báo với các trạm dừng tâm lý tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì chúng ta tìm hiểu về cô đơn nào. Cô đơn là gì? Cô đơn là một trạng thái tinh thần phức tạp khiến con người cảm thấy trống trải, lạc lõng, đơn độc, bị cô lập hoặc bị ngắt kết nối với xã hội một cách không mong muốn. Những người cô đơn thường khao khát kết nối với người khác, nhưng trạng thái tâm trí của họ khiến việc hình thành kết nối với người khác trở nên khó khăn hơn. Cô đơn có thể hiện hữu và được cảm nhận ngay cả khi có nhiều người xung quanh trong công việc, cuộc sống. Cô đơn bắt nguồn từ đâu? Cô đơn là một cảm xúc hoàn toàn bình thường, có thể bắt nguồn từ việc thiếu tiếp xúc xã hội hoặc những mối quan hệ xã hội hiện có không mang lại cảm giác thỏa mãn như mong đợi. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới cảm giác cô đơn, trong đó được nhắc đến nhiều nhất là các nguyên nhân như hoàn cảnh sống, sự kiện xảy ra trong suốt cuộc đời và các yếu tố bên trong. Thứ nhất, cảm giác cô đơn có thể đến từ những yếu tố văn hóa, xã hội nơi bạn đang sinh sống. Những quy chuẩn xã hội, những quan điểm, chuẩn mực được hình thành theo thời gian, những biến đổi, trào lưu cuộc sống hiện đại, những kỳ vọng của gia đình, bạn bè và cả chính họ ảnh hưởng đến cách họ nhận thức, đánh giá về cuộc sống và con người. Ta có thể cảm thấy bản thân không thể sống theo ý mình hoặc không được là chính mình, không dám thể hiện con người thật của mình vì nỗi sợ bị đánh giá, bị từ chối. Ta cũng có thể cảm thấy áp lực khi không theo kịp thời đại, không giống với những người xung quanh. Kết quả là ta cảm thấy lạc lõng, không thể bày tỏ bản thân, cảm xúc hoặc vấn đề của mình. Không ai có thể thấu hiểu mình. Những thay đổi xảy ra trong cuộc sống như chuyển nhà, chuyển trường, thất nghiệp, chuyển việc, ly hôn, con cái rời nhà, mất mát tang chế, bệnh tật, tình trạng sức khỏe tâm thần, các sang chấn cũng thường dẫn đến sự cô đơn. Chúng làm xáo trộn cuộc sống của ta, thay đổi thói quen và các mối quan hệ. Lúc này, ta có thể không có ai để nương tựa, trò chuyện và quan tâm. Cảm giác cô đơn cũng có thể bắt nguồn từ các yếu tố bên trong như tính cách, khả năng kiểm soát, tình trạng tinh thần, lòng tự trọng thấp, cảm giác tội lỗi hoặc cảm thấy vô dụng, hoặc các chiến lược ứng phó không hiệu quả với các tình huống làm cho cá nhân kém tự tin, khó khăn trong việc tạo lập và duy trì các kết nối xã hội và tìm kiếm sự giúp đỡ khi gặp khó khăn. Cô đơn có ảnh hưởng tiêu cực như thế nào? Cô đơn được xem như là một cảm xúc tiêu cực và là một nguyên nhân làm suy giảm hạnh phúc. Nó dẫn đến cảm giác đau khổ, tổn thương, mất mát, sợ hãi, mệt mỏi và kiệt sức. Nếu bạn cảm thấy cô đơn trong một thời gian dài, điều này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe tinh thần và thể chất của bạn. Nghiên cứu của Harmit năm 2019 cho thấy cô đơn có liên quan chặt chẽ tới tình trạng sức khỏe kém, đa bệnh, các vấn đề sức khỏe tích lũy và các hành vi tiêu cực như không hoạt động thể chất, chế độ ăn uống không lành mạnh, tăng sử dụng thuốc hướng thần. Cô đơn có một mối liên hệ đặc biệt mạnh mẽ tới trầm cảm. Có rất nhiều điểm tương đồng giữa cô đơn và trầm cảm, như cảm giác bất lực và đau khổ. Những người cô đơn có nhiều triệu chứng trầm cảm hơn vì họ được ghi nhận là ít hạnh phúc hơn, ít hài lòng hơn và bi quan hơn. Ngoài ra, cô đơn cũng được xem là một yếu tố rủi ro của hành vi tự sát, các vấn đề về giấc ngủ, rối loạn ăn uống. Hậu quả của sự cô đơn cũng được tìm thấy ở những người trưởng thành mắc các rối loạn nhân cách và rối loạn thích ứng, chẳng hạn như uống quá nhiều rượu, mất lòng tự trọng, các dạng lo lắng quá mức, mất năng lượng và căng thẳng. Cô đơn cũng làm tăng khả năng mắc các bệnh về thể chất vì nó có tác động xấu đến hệ thống miễn dịch, tim mạch và nội tiết. Nó cũng được phát hiện là có mối quan hệ với các rối loạn cơ xương và yếu tố dự đoán độc lập về suy giảm vận động khi về già. Nó cũng dẫn đến suy giảm trí nhớ và khó khăn trong học tập, đồng thời tăng khả năng mắc bệnh Alzheimer. Ta phải làm gì để đối mặt với sự cô đơn?
Việc tự cảm thấy mình đang cô đơn là một dấu hiệu cho thấy có thể điều gì đó cần phải thay đổi trong cuộc sống của bạn. Dù có thể sẽ không dễ dàng để thay đổi trong một sớm một chiều, bạn có thể thực hiện các bước nhỏ để giúp giảm bớt cảm giác cô đơn và xây dựng các kết nối hỗ trợ. Dưới đây là một vài gợi ý để bạn có thể ứng phó với sự cô đơn và cải thiện sức khỏe tinh thần của bản thân. 1. Khám phá những điều mới. Để làm cho cuộc sống hàng ngày có thêm những sắc màu mới, bạn có thể tham gia một lớp học hoặc câu lạc bộ mà mình yêu thích, hay tham gia các hoạt động xã hội có ý nghĩa mà trước đây chưa từng thử. Những tình huống này mang đến những cơ hội để gặp gỡ mọi người, vun đắp tình bạn và tạo ra các mối quan hệ xã hội mới. Hoặc nuôi một con vật cưng để giảm cảm giác cô đơn, hay thực hiện những danh sách những việc cần làm để phân tán tâm trí ra khỏi cảm giác cô đơn. 2. Thay đổi góc nhìn. Những người cô đơn thường lo sợ bị đánh giá hoặc bị từ chối, vì vậy họ thường không dám bộc lộ bản thân, có xu hướng thu mình và tự cô lập chính mình. Thay vì lo sợ, hãy tập trung vào những mặt tích cực, mặt tốt của mọi người, mối quan hệ với những người xung quanh và các sự kiện trong cuộc sống. Để có thể thực hiện được điều này, hãy cố gắng chuẩn bị tinh thần tốt nhất cho bản thân có thể. Việc có những sự chuẩn bị cho tình huống xấu nhất hay các nếu như sẽ giúp cho bạn cảm thấy thoải mái và tự tin hơn khi đối mặt với những tình huống đem lại nhiều e ngại và lo sợ. 3. Xây dựng và duy trì các mối quan hệ cá nhân. Cảm giác cô đơn có thể được giảm bớt khi bạn có những mối quan hệ cá nhân tích cực và gắn bó. Vì vậy, hãy chủ động tăng cường các mối quan hệ với những người thân trong gia đình, những người bạn hiện có, thử chào hỏi những người tình cờ gặp, tìm kiếm và kết nối với những người có cùng quan điểm, sở thích và giá trị với bạn. 4. Rèn luyện các kỹ năng xã hội. Bạn có thể bắt đầu từ việc mỉm cười với mọi người, nói những câu đơn giản như xin chào, cảm ơn, v.v. rồi tới việc tham gia các hoạt động như xung phong thuyết trình, tham gia các câu lạc bộ, chủ động nhờ người khác giúp đỡ, để làm quen dần với việc tiếp xúc nhiều người và tích lũy các kỹ năng cần thiết. Các kỹ năng xã hội này sẽ rất hữu ích đối với việc xây dựng và duy trì các mối quan hệ gắn bó tích cực. 5. Thực hành chăm sóc bản thân. Bạn có thể chăm sóc sức khỏe tinh thần bản thân bằng nhiều cách, từ những việc nhỏ như cố gắng lắng nghe cảm giác của bạn và hiểu những gì bạn cần, chứ không phải những gì bạn nghĩ người khác cần ở bạn. Dành thời gian thực hiện một hoạt động khiến bạn cảm thấy thoải mái, hoặc cũng có thể là không làm gì cả khi bạn cảm thấy quá tải. Đồng thời, đừng quên ghi nhận những cố gắng của chính mình. Dù đó chỉ là một việc nhỏ, nhưng nó có thể là khởi đầu cho những thay đổi lớn về sau. 6. Tìm kiếm sự giúp đỡ. Người mạnh mẽ đến đâu cũng đều có lúc cần sự giúp đỡ. Nếu bạn cảm thấy mắc kẹt trong tình trạng cô đơn và không thể tự mình thoát ra được, bạn có thể thử nhờ sự trợ giúp của người thân, bạn bè, những tổ chức hỗ trợ trực tuyến hoặc gặp một nhà tư vấn tâm lý. Bởi vì việc nhận thức, chấp nhận tình trạng hiện tại của mình và mong muốn thay đổi sẽ là một khởi đầu tốt cho việc giải quyết vấn đề đó. Vậy thì bạn có đang cô đơn? Sẽ không có gì bất thường nếu câu trả lời là có, và bạn cảm thấy rằng nó thật đáng ghét. Cảm giác cô đơn có thể phổ biến và dai dẳng trong xã hội hiện đại nhiều hơn bạn tưởng tượng. Bất cứ ai cũng sẽ có lúc gặp phải cô đơn trong quá trình phát triển của mình. Đồng thời, nhận thức của xã hội về sự cô đơn cũng đang thay đổi. Người ta quan tâm hơn về các vấn đề tinh thần, có nhiều hoạt động, cách thức và các kênh hỗ trợ mọi người đối mặt với cô đơn. Nếu bạn không biết phải bắt đầu từ đâu, hãy thử thực hiện những hành động nhỏ từ những gợi ý ở trên. Đó có thể sẽ là bước đầu tiên trên hành trình đối mặt với nỗi cô đơn của mình. Cảm ơn các bạn đã xem tới cuối video này. Mong rằng tất cả chúng ta đều vượt qua những giây phút cảm xúc cô đơn kéo tới làm phiền và tìm được hạnh phúc sau tất cả. Đừng quên ghé qua website Inside Out để khám phá những bài viết tương tự nhé. Link mình sẽ để trong phần mô tả và bình luận phía dưới video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Đây là Spyroom, còn mình là Nam.